Em Hoàng Tường xin chào cả nhà nhá. Đấy, hôm nay em quay cho cả nhà xem vườn nhãn nhá. Đấy, cái vườn nhãn size rất nhiều. Vườn nhãn nó đạt trên khoảng là tầm trên 20 tấn nhá cả nhà nhá. Vườn nhãn size quá khủng. Đấy, em sẽ quay cho cả nhà xem. Hôm nay em đi qua em thấy vườn nhãn của bà chị size rất nhiều nhá. Đấy, size rất nhiều. Thì em quay cho cả nhà xem nhá. Vườn nhãn độ tuổi chắc được khoảng độ tầm trên 10 năm cả nhà. Trên 10 năm tuổi. Đấy. Rất nhiều nhá. Rồi em sẽ đi quay cho cả nhà xem một vòng. Thì về làm nhãn ấy thì em không có kinh nghiệm. Em chỉ làm vải thôi. Đấy, làm nhãn thì em không có kinh nghiệm làm nhá. Thì nhãn thì em chả biết là đây là nhãn gì. Đấy, tên tuổi nhãn thì nó cũng rất có là nhiều loại nhãn. Em nhãn này thì em không biết là nhãn là tên là gì nhá. Đấy, thì em quay cho cả nhà xem. Thì vườn này ấy, thương lái rất rất nhiều thương lái đã vào xem nhá. Cây rất to cả nhà, nhiều thương lái vào xem nhưng mà không biết là chắc chưa chín hay sao. Gọi là cây cũng to rồi, nó giáp nhau đi nó hơi khó. Đây, vườn rất rộng nha cả nhà nhá. Thì em đi ngoài ngoài gì em quay cho cả nhà xem. Xài rất nhiều, xài như bông lúa luôn. Đấy, xài như bông lúa luôn. Đây, quả này không biết là nhãn gì, còn bé tí này. Đấy. Đây, cả nhà xem nha, vườn nhãn rất nhiều nha. Vườn nhãn già, trên 10 năm. Đấy. Ước lượng là khoảng phải trên 20 mấy tấn nhá cả nhà nhá, hai tầm chắc 20 tấn là không mất. Phải trên 20 mấy tấn. Đấy, vườn nhãn rất nhiều nhá. Đấy, những cái cây rất to cả nhà. Đấy, chạm nhau hết rồi. Đây, cây rất to. Đấy, em tiếp tục là đi ra ngoài. Đấy, không có đường đi nhá cả nhà nhá. Em tiếp tục quay ở cái đoạn đi, vẫn tiếp tục đi. Vào bên trong không quay được cả nhà. Đấy. Cây rất to như cây nhãn cổ thụ. Đây có cả bưởi nữa này. Đấy, vườn em đi xuống đây đấy, cũng có một thương lái vào xem vườn. Đấy, xài rất nhiều luôn nhá. Đấy, cả nhà xem, xài khủng khiếp luôn. Đây, em sẽ cố gắng vào trong. Đấy, vào trong ấy chỉ thấy cây thôi cả nhà nhá. Vào thấy cây thôi, không thấy quả đâu. Em nó giáp nhau hết rồi. Đây, không biết là nhãn gì. Đấy, em quay cho cả nhà xem. Vườn rất rộng cả nhà. Đấy, chắc là có hai loại nhãn nha, nhà nhá, hai loại nhãn. Đây có một số quả nó to hơn đây này. Đấy,
Đây có số quả này nó to hơn nhá. Còn cái loại này là không biết nhãn gì, quả vẫn bé tí này. Đấy. Đây kìa, xem đây. Đấy. Cây cái loại sai như bông lúa này này. Sai như bông lúa này nó sai rất nhiều nhá. Nhưng mà quả nó loại này là không biết là loại nhãn gì, nhưng mà chắc thường thường gọi là nhãn muộn Hà Tây hay sao ấy, em không rõ. Đây còn những cái quả này chắc là ăn được rồi này. Đấy, quả này là đi chợ được rồi này. Đây cả nhà, cây rất cao, to, sai rất nhiều nha. Đấy. Ở cái rãnh này thì không tới ấy, thì ở ngoài thì quay được, chứ đã chui vào trong thì không thấy gì nha cả nhà nha. Đã chui vào trong cái này thì không thấy gì đâu. Đấy, rất rộng luôn. Loại này là loại này chắc bán loại bán muộn này. Loại này đi chợ được rồi này. Loại này em bóc cho cả nhà xem thử xem nào. Đấy. Nhãn ok nhá, không sâu đầu nhá cả nhà nhá. Đấy. Đấy ok nhá. Còn những cái quả này là chưa thành này, không biết là nhãn gì, quả còn còn mới chắc mới vào cùi đây, nhãn này còn chưa vào cùi cả nhà. Chắc mới vào cùi đây, nhãn bé tí. Đây vườn rất rộng nhá. Vườn rộng lắm. Đây có những bác nào mà nhãn đi chợ cắt tại vườn ấy thì để lại phần comment dưới phần bình luận cho em nhé. Em chỉ cho cả nhà xem vườn nhãn. Nhưng mà hầu như là vườn nhãn của bà chị gái em đấy. Vườn này ấy thì có rất nhiều là thương lái vào xem rồi. Đấy. Còn cái giá cả thì em không biết. Đấy, bác nào mua được cái giá cao ấy thì để lại phần comment nhá. Có một số nhãn muộn là nhiều hơn. Đấy, cái nhãn muộn quả bé bé này này. Cái quả bé bé này, nhãn này nhiều hơn nhá. Còn cái cây quả to to mà nó đi chợ được ấy thì nó ít hơn, quả ít hơn. Đấy, vườn rất rộng, đi mỏi chân này nhá. Đấy, còn đi vào tít bên trong đây này. Đấy, tít vào tít bên trong kia nữa nhá. Đấy, bắt đầu là em quay ngược lại từ đây vào đến cái đoạn mà xe của em để ấy. Đoạn đầu và đấy em quay ấy. Đấy, em quay ngược lại cho cả nhà xem nhá. Đấy, xài rất khủng khiếp, xài rất nhiều luôn. Đấy, loại nhãn này sai nhiều hơn nhá, sai như bông lúa. Đấy. Đấy. Đây, vừa nãy em quay từ đoạn này đây. Đấy, vừa nãy em quay từ đoạn trong này này, ngoài này này. Đấy, em vừa nãy em quay từ đoạn này. Còn lên trên rất nhiều nhá cả nhà nhá. Rất nhiều. Đấy. Rồi ok, em chào cả nhà nhá. Em lên em quay cho cả nhà xem thôi.
Thì về nhãn này thì em không có kinh nghiệm làm, em không biết là nhãn gì với nhãn gì nhá. Em chỉ làm vải thôi. Đấy. Đây như cây này. Như cây này cái quả to to này đi chợ được này. Đấy, cái quả to to này đi chợ được này. Đấy. Rồi em chào cả nhà nhá.